Upcoming match, number 11. Introducing fighters in the red corner, represent Indonesia, Iqba Chandra Pratama. Xin mời vận động viên đội tuyển Indonesia góc đài đỏ. In the blue corner, represent Malaysia, Mona Jufri bin Jamari. Xin mời vận động viên đội tuyển Malaysia góc đài xanh. Now this is Yuri Van Chase. Calling silat, blue and red corner. Hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Trọng tài góc nhà vào đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Thank you.
Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Ferguson. Trọng tài không chấp nhận đòn đánh ngã. No valid draw. Trọng tài không chấp nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valid draw for the blue corner. Trọng tài công nhận đã đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Yeah.
Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valid draw for the blue corner. Hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. No valid draw. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Drop.
Trọng tài không nhận đánh ngã cho vận động viên gốc đai đỏ. Valid drop from the red corner. Trọng tài không nhận đánh ngã cho vận động viên gốc đai xanh. Trọng tài không có nhận đòn đánh ngã. Trọng tài có bố kết quả. Vận động viên gốc đại sạc giành thắng